Ngày 6 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử Phan Trường Giang, sinh năm 1989, ngụ ấp 1, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc không ai xa lạ chính là vợ của Giang. Chỉ vì mâu thuẫn ghen tuông mà đối tượng này đã ra tay sát hại nạn nhân. Do nghi ngờ chị D có quan hệ bất chính, nên vào ngày 30 tháng 7 năm 2018, Phan Trường Giang từ thành phố Cà Mau đến ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời để theo dõi và nảy sinh ý định giết chị D. Ngày 31 tháng 7 năm 2018, thấy chị D từ ấp Đá Bạc về đến nhà mẹ ruột ở xã Khánh Lâm, huyện U Minh, thì Giang vào nhà dùng dao đâm chém vào người chị D. Dù bị trọng thương nhưng chị D vẫn cố bỏ chạy, nhưng Phan Trường Giang vẫn cố tiếp tục đuổi theo và dùng dây thừng siết cổ đến khi nạn nhân tử vong. Căn cứ vào tính chất, hành vi và các tình tiết trong vụ việc, hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Trường Giang 15 năm tù giam về tội giết người.